Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam đó nè chị các bạn. Cũng như thường lệ là cập nhật nha cho anh chị các bạn mình những dòng xe mới về nha. Và những dòng xe trong cửa hàng nha anh chị các bạn mình. Tay ga thì đủ loại luôn, côn tay nè. Đó, xe số, xe đi làm đều có hết nha. Hôm nay thì cùng với anh chủ cửa hàng anh Thắng nha. Tiếp tục cho anh chị các bạn mình nữa nè. Chào anh. Hello cả nhà. Đó, địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Hôm nay em với Mỹ lại tiếp tục giới thiệu các dòng xe bên cửa hàng cho quý anh chị em mình nhé. Thì như anh chị em thấy đó, bên cửa hàng em thì nói chung là rất nhiều các dòng xe đa dạng, từ xe SH rồi là xe tay ga, rồi xe mô tô, rồi xe côn tay, có những xe vài triệu như là xe số. Thì bên em cũng bán hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Quý anh chị em mình mà cần nhu cầu có cần hỗ trợ trả góp thì chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng. Xe dưới 40 triệu anh chị em mình không cần trả trước ạ. Dạ, dưới 40 triệu là không cần trả trước nha anh chị các bạn nha. Đối với dòng xe Exciter thì đợt này nói chung thì rất là nhiều Exciter luôn, hai mấy triệu Rất là nhiều đây. Như ví dụ như dòng BCX này, Vario này, AB này, NVX, Vespa này và AB. Như ở đây trong đây là có một cặp AB đời 2015 mới về. Mình sẽ giới thiệu từ trong này ra nhé anh chị em mình. Dạ. Đó các bạn, rất là nhiều xe nha, đủ loại xe luôn ấy. Hôm nay có xe chia Sonic đó nè. Đây ví dụ như là con này, hai chiếc này, màu đỏ và màu bạc 2015. Xe thì máy móc zin, xe rất là đẹp luôn, mới cập nhật xong. Như con màu đỏ này là biển số đâu nhỉ? Biển số 36, là bên cửa hàng bán 22,9 triệu này. Đó đây, xe nói chung là rất là đẹp luôn nhé cả nhà. Ở đo 16.000 cây. Đó. Và một con nữa, con bên là màu xám, biển số 19, xám lông chuột. Con này là 21.900 này. Đó, có hỗ trợ trả góp luôn nha các bạn anh chị. Nếu mà anh chị em mà cần hỗ trợ trả góp những cái xe như này thì không cần trả trước nhé, chỉ cần chuẩn bị chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cho em thôi. Còn xe bên em thì đều sang tên được hết. Nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sang tên thì cái phí sang tên thì em sẽ cộng vào sau. Và bao nhiêu như nào cụ thể thì tùy theo từng khu vực anh chị em mình tới thì em sẽ tư vấn đầy đủ cho anh chị em mình. Dạ. Và ở đây có một số con AB đời như 2011, như AB 21, 22 đời AB đầu bò này. Và 2010 phun xăng điện tử này. Đó. Và AB 208 này. Thì AB 208 bên cửa hàng mấy những dòng như này, màu đỏ này, hai con này. Bên cửa hàng bán xả cho anh chị em mình là 9 triệu thôi. 9 triệu một chiếc. Còn con đây là 18.900. Mẫu này là mẫu AB nhỏ phun xăng điện tử nhá, mâm 6 cây. Đó, 2010 đó. Rồi nếu mà AB đầu bò bên đầu cửa hàng bán đồng giá là 13 triệu một chiếc. 13 triệu một chiếc. Đó. 3 chiếc nha các bạn cứ lựa ha. Tiếp theo thì đây. Mình cập nhật công tay dài ra ngoài trước luôn anh. Rồi ok. Thì Acelo hiện tại thì còn có 2 chiếc mà 10.900 bên cửa hàng đang giảm giá là thôi bán xả luôn cho anh chị em mình. Trên cái video này 10.900 hai chiếc này đều 10.900. Anh chị em tới mua em giảm cho 1.900.000 luôn. Xả 1.900.000 luôn là còn có 9 triệu. 9 triệu rồi các bạn. 9 triệu nhá. Wow. 9 triệu Alessandro nhá. Đây em ghi nốt lên trừ 1.900.000 luôn. Đó. 1.900.000 một con biển 47 và một con biển Sài Gòn. Và rồi, nếu nói đến ET 135, ET gọi là ET 213 thì hiện tại bên cửa hàng còn có 3 chiếc thôi. Hai chiếc này, một chiếc biển số 15, một chiếc biển số 70. 70 thì nó xuống bánh căm. Giá là 17.900 nhưng bên cửa hàng đang giảm giá tới 2.900.000 là còn có 15 triệu này. Đó, các bạn, đó. 15 triệu nha. Và con đây bên đây là 16.900 cũng giảm 1.900 là còn 15 triệu này. 15 triệu. Là hai con đồng giá 15 triệu. Và con bên ngoài này là con này là biển số 37 đời 2014 là 18.900, xe máy móc thì bao zin, êm zin cho anh chị em mình. Rồi sang đây là màu, con này là con Sonic đời 2019 đã được bao hồ sơ, giá là 35.900, giảm cho anh chị em mình là 1.900 này, là còn có 34 triệu máy móc zin nhá. Và con bên đây cũng vậy luôn, biển số 67 đó là Sonic
39.900, giảm 1.900.000 là còn có 38.000.000 ạ. Còn ra ngoài này là Sachia. Sachia bên cửa hàng còn có 3 chiếc thôi. Như trước đây là biển số 66, 39.900 đời 2020, giảm 1.900.000 là còn có 38.000.000 này. Còn ở bên đây là có 35.000.000 thôi. 35.900 mâm màu vàng. Con này mới về xong đời 2018. Giá là biển số 67. Và con bên ngoài kia là biển số 94 màu xanh. Biển số 94 2019 giá là 38.900. Đó. Còn ngoài ra là ẹt 150 còn rất là nhiều luôn ạ. Đó các bạn nha. Giá thì ở đây như trên cái live trước ẹt 150 là em có giảm 1.900.000 cho một xe. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì cứ ủng hộ em nhé. Kỳ này thì em giảm giá sâu cho anh chị em mình. Con này biển số 65 2017 26.900, giảm 1.900.000 là còn 25 này. Con này 25.900, giảm 1.900.000 là còn 24 này. Biển số 66 này, xanh GP 2017 này. 24.000.000 nha các bạn. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo 25.900 này. Biển số 17, biển số 36 này. 2017 biển số 36 này. Giảm 1.900.000 còn 24.000.000 này. Đó, anh em mình lựa nha. 2018 giảm 1.900.000 thì còn 26.000.000, giá là 27.900.000, biển số Sài Gòn 59X3. Đó, đủ màu luôn nha các bạn. Rồi, sang đến đây là con này có biển số 68 2017 màu trắng đỏ đen, 26.900.000, giảm 1.900.000 thì còn có 25.000.000 này. 25.000.000. Mới King Camson 3D đời 2018 biển số 79, 28.900.000. Thì bên cửa hàng có giảm giá cho anh xem mình 1.900.000 luôn, là còn 27.000.000. Mở ít kinh nha anh chị các bạn. Có giò đạp cho anh chị em mình luôn á. Rồi. Rồi qua đây. Con này là 25.900.000 biển số 73. 2017, trắng đỏ đen, giảm 1.900.000 còn 24. Còn ở đây là màu đỏ tem Monster 2017. Biển số 36 25.900.000 này, giảm 1.900.000 còn 24.000.000 này. Đỏ đen 2016 24.900.000, giảm 1.900.000 là còn 23.000.000 này. Rất là rẻ đúng không ạ? Rồi. Màu xanh, trắng xanh, sơn 3D 23.900.000, biển số 36. Giảm 1.900.000 là còn có 22.000.000 thôi. Ẹt 150 22.000.000. Máy móc thì bao êm bao zin. Rồi. Con này biển số 95 2017 26.900.000, giảm 1.900.000 còn 25 này. Rồi qua đây là con này là biển số 60 25.900.000 2017, giảm 1.900.000 là còn 24.000.000 ạ. Mới King mới về xong. Mới về. Xe nó rất chi là mới luôn. 27.900.000 ạ. Con này mới về luôn thì em báo giá hiện tại nhé. Mới King nhập khẩu Ấn Độ nha các bạn. Biển số 73. Rồi. Biển số 60. Con này là LED 3 khoang 2019 33.900.000. Phiên bản như này 2020, phiên bản màu đen vàng đồng nhé. Rồi, đen cam bạc. Tiếp tục là biển số 69, giá là 31.900.000. Rồi qua đây là con này biển số 93 màu trắng đỏ đen 2020 33.900.000. Rồi. 34.900.000 mới King. 34.900.000 cũng được giảm 1.900.000 là còn 6 Đồng Tháp nha các bạn. 33.000.000 biển số 66. King mẫu đèn LED LED nha các bạn. Ba phen, LED ba phen ấy. Rồi. Rồi. Con này 36.900.000. À quên,
44 triệu 900 giảm 1 triệu 9, còn 43 triệu, biển số 36. Em đọc lộn bảng số sang giá nha, khuyên anh chị em thông cảm. Đó. Rồi ở bên đây có một số những dòng xe như mới về như là AB này. Đó. Mới về em báo gì đây? Như ở đây có một con NVX155. Xe mới về xong, biển số 60 Đồng Nai. Giá là 25 triệu 9 nha. Mới về xong nhé. 25 triệu 900. Và đây biển số con NVX này, biển số 69, 23 triệu 900, 125, màu đen nhám. Ra nút cũng rất nhiều anh em hỏi mà sao vẫn còn này, 19 triệu 900 cho phiên bản 2017, khóa chìa, đen bóng, đen nhám là 21 triệu 900, phiên bản đen nhám, biển số 60, 2018. Vespa 24 triệu 900, này em giảm cho anh chị em mình 1 triệu 9 luôn, đời 2014 trừ 1 triệu 9 là còn 23 triệu. Vespa màu trắng 2015 25 triệu 9, giảm 1 triệu 9 là còn 24 triệu. Rồi Vespa màu cam biển số 61, 55 triệu 900, giảm 1 triệu 9 đi còn 54 triệu. Đó. Còn sang đây là AB đầu bò. À quên, xin lỗi. AB 27 28 28 29, màu đỏ đen, khóa xi măng cây. Con này là 2019. Biển số 62. Còn sơn còn rất là bóng luôn các bạn. Đây. Giá là 32 triệu 9 này. Và con kế bên cũng vậy luôn. Biển số 70K1. Giá cũng 32 triệu 9 luôn. Rồi con màu đen nhám, màu đen nhám, con này thì cao tiền hơn, giá là 33 triệu 9 này, khóa xi măng cây 2019 nha cả nhà nhé. 2020 48 triệu 900 biển số 60. Đó, AB màu đen 150. Và sang đây, à con này cọc rồi. Con này có cọc rồi. Cọc rồi. Con này đẹp lắm các bạn. Con này rồi sang đây là con này là biển số 70, 2018, 28 triệu 900, màu đen xám, tem 3D. Và ở nhà em còn duy nhất một chiếc Vision đời 2017, giá 26 triệu 900, khóa chìa, màu đen nhám nhé. Rồi. Còn ngoài ra thì còn Vaio, Vaio 150, nhà em chỉ còn 150, 125 là hết rồi. Con này luôn em. BCX đó là 22 triệu 900, biển số 70, đời 2011. Xe máy móc thì bao êm bao ngon. Rồi, đồ đầy đủ luôn nha anh em. Vaio 46 triệu 900, 150, màu vàng cát. Còn bên trong kia cũng 46 triệu 900, màu xám bạc. Còn màu cam đen là 45 triệu 900. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ qua khu vực bên đây nha chị các bạn mình. Đó, bên đây thì đây có tay ga nhỏ nhỏ tiền và những dòng xe công tay nè. Bên đây thì có Winner V, Winner X. Thì con màu xanh này. Giá là 26 triệu 900 đời 2018 này. Con màu cam này là 24 triệu 900 thôi này. Đó. Còn Winner X phiên bản CBS một cặp 3-4 chiếc này mới nhập đội xong. Yeah. Thì như con này, hai con này giá là 29 triệu 900 này, con này cũng 29 triệu 9 này. Gì đâu được Winner X nha các bạn. Bên đây còn GTR nè, chút xíu mình quay sau nha, từ từ nha các bạn. 29 triệu 9. Rồi màu đỏ đen bên đây giá thì rẻ hơn, 28 triệu 900 phiên bản CBS. Rồi ABS như bên đây đã được bao hồ sơ, giá cũng chỉ 30 triệu 900 thôi ạ. Còn CBS đây nữa, CBS 2020 biển số 29 Hà Nội, giá chỉ có 27 triệu 900 này. Màu xanh CBS đây 2019 28 triệu 900 này. Đó. Rồi bên ngoài này luôn đi
bên ngoài này xem thì đất bên ngoài đúng không nha, cũng còn rất là nhiều. Mưa quá, mưa nó hắt. Như con này phiên bản ABS 32.9 này, 32.900 này. CBS này là biển số 47 28.9 này. Con ABS màu đen vàng đồng này cũng 32.900 luôn này. Con màu xanh xám xanh 31.900 này. Rồi đen vàng đồng đây cũng 32.900 luôn. Xe còn rất là mới nhưng ở bên ngoài này bụi quá, mưa nó vào nữa. Để nhìn nó hơi dơ một chút ạ. Đen vàng đồng tiếp theo cũng bằng giá luôn, và con màu xám xanh trong kia cũng bằng giá luôn, 32.900 luôn ạ. Tất cả đều có thắng ABS nha các bạn. Đó. ABS. Rồi, tiếp theo vô bên trong có Winner còn nữa kìa, GTR đúng không nha các bạn ơi. V1 biển số 83 26.900, màu trắng xanh. V1. Còn bên đây cũng 26.900 luôn. Màu đỏ đen 2019 giá là 28.900, biển số 65. Rồi màu đen đỏ, đen xanh, xanh đen đỏ nhám đời 2017 26.900. Rồi một cặp GTR đây thì chả hiểu sao nhưng mà thật sự là cái em giảm giá cho quý anh chị em mình nhé, 45.900, xả lỗ luôn, xả cho anh chị em mình là 2.900 luôn. Con này còn 43 triệu. Và con bên đây nhập khẩu nha các bạn, xe nhập khẩu. Và con đây là 38 cũng giảm 2.900 luôn, là còn 36 triệu nhá. Đó, biển số 83, đây là GTR, xả lỗ luôn. Ngoài ra thì còn những dòng xe tay ga nhỏ nhỏ tiền này các bạn, giá rất là mềm luôn nha anh em ơi. Có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình nha anh chị các bạn. Bên cạnh thì có rất là nhiều dòng xe SH nè, hạng sang nè. Đây, ở ngoài sân này thì cũng có một số xe mới về. Số xe mới về mà sân ngoài trước đây nè các bạn. Quay cho anh em luôn ha. Còn Uy con Uy này. Uy 12.900 này. GSX. GSX biển số Sài Gòn hay sao ạ? SH 150. Ô tô các bạn, Z1K thằng thánh. SH 150 biển số 61D1, biển số đẹp luôn. 787227. Số đẹp hết nhỉ. Con này cũng mới nhập đội xong thì con này thì bên cửa hàng bán giá là 83.900, 83.900 nhé cả nhà nhé. Rồi tiếp theo xe AB đầu bò nữa này. AB đầu bò 13.900 luôn. Ok, Vio 150 bô xăng lửa xuống bánh nhỏ, biển số 60 Đồng Nai, bán 44.900. Đó, 44.900. Hàng center này luôn anh? Không, cái đấy của khách hả? Không, xe khách đến lấy. Cho mình đi vô trong. Ở bên đây còn một chiếc Sirius này, đổi của khách này. Hả? Cọc à? À, khách cọc à? Con này có cọc rồi. Cọc bao nhiêu rồi? Đấy, bên trong cửa hàng còn rất là nhiều dòng xe hạng sang nha các bạn. SH nè. Có SH cả, SH là 350i luôn các bạn. À, mới về. 350i đó là xe mới nhá. Xe mới luôn. Xe mới luôn. Giá là 165 triệu. 165 triệu. Xe rất là mới. Nói tóm lại là xe mới, như quên xe, để mới nói. Xe mới là nói lộn là rất chưa là mới. Luôn đó các bạn. Chưa đổ xăng luôn á. Có đổ xăng rồi, đổ xăng nổ rồi. Đổ xăng nổ tết rồi anh. Ừ, chết rồi. Rồi, các bạn có nhu cầu quan tâm thì cứ đến ngay địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương nha anh chị các bạn. Ok.
Xin chào cả nhà mình. Đó, ok. Có thắc mắc, nhu cầu, quan tâm những dòng xe nào mà trong video này không có quay á, thì các bạn cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình ha, để được tư vấn mua xe dành cho các bạn mình. Và có nhu cầu xem thì mình có thể bình luận bên dưới những dòng xe đó, em sẽ clip xe cập nhật giá dành cho các bạn mình luôn ha. Rồi, cảm ơn chị các bạn theo dõi video, hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo.